Rồi tiếp tục hàng lên đường. Buổi sáng ngày hôm nay bây giờ mới 6 rưỡi. Đây là cặp súp BRX 418S bác khách dưới Nam Định. Khang Minh sẽ ra đứng đường để gửi xe khách. Xe khách sẽ trở về trao trả bác. Bác không cần phải test, không cần phải gì hết, dán tem lên đường thôi. Xe khách này họ báo giờ giấc gấp quá bác Nam ạ. Sáng ngày ra dục trong vòng 20-30 phút mà trong khi đó đóng hàng vào thùng xốp rồi thì trở ra ngoài Từ Sơn này. Hai cái. Rồi ok bác Nam nhá. 90B 00539.